Còn đây là tình huống tổ chức tấn công của Ả Rập Xê Út, có thể dứt điểm từ ngoài khu vực 16-50. Vào! Rất lăn léo và kỹ thuật, và đó là Ahmed Al Amkhamdi. Trung vệ bên phía Ả Rập Xê Út số 2 đó là Nisai Dop đã không thực sự dâng cao để hạn chế góc sút. Zalolidinov sút xa. Chúng ta lần này thì sức ép từ phía cao thủ Ả Rập Xê Út khiến Zalolidinov không thể khung thành một cách nhanh nhất bằng những đường chuyền dài. Rất hay, không hề có tình huống biên vị, cơ hội. Như vậy là tỷ số đã được cân bằng 1-1, nhưng chúng ta hãy chờ xem. Vẫn là một cái cảm giác lờ mờ giữa biên vị rồi, rất rõ ràng và có lẽ cũng không cần nhờ đến công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR. Phản công dành cho Ả Rập Xê Út. Dứt điểm. 2-0 cho Ả Rập Xê Út. Ở chân sút mang áo số 9. Không hề có lỗi việt vị của Firas Amrikan ở tình huống này. Và người đã thực hiện pha kiến tạo cho Amrikan lập công đó là số 10 Turki Anama mới vào sân cách đây ít phút. Một mẫu trung phong cắm điển hình. 10 thủ môn thì có lẽ 9 thủ môn sẽ phải bị khuất phục